Trong mùa tuyển sinh năm 2023, các trường đại học chuyên ngành sư phạm đã ghi nhận một sự ngược dòng ấn tượng trong điểm chuẩn, đặc biệt tại ba chuyên ngành sư phạm lịch sử, ngữ văn và toán, với mức điểm chuẩn vượt trội, đa số ở mức 27 đến 28 điểm trở lên. Trong tổng số 9 trường và các khoa thành viên của Đại học Thái Nguyên, ngành sư phạm lịch sử đã đạt điểm chuẩn cao nhất là 28 điểm, tăng 0,5 điểm so với năm trước. Các ngành sư phạm khác cũng có mức điểm tăng cao như sư phạm ngữ văn, 26,85 điểm, và sư phạm địa lý, 26,73 điểm. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập điểm chuẩn cao nhất cho ngành sư phạm ngữ văn với 27 điểm, giảm 1,25 điểm so với năm trước. Sư phạm lịch sử và giáo dục công dân có điểm chuẩn từ 26,75 điểm trở lên. Các trường và khoa thành viên của Đại học Đà Nẵng đều có điểm chuẩn cao, đạt xấp xỉ 28 điểm cho ngành sư phạm lịch sử, tăng hơn 2,5 điểm so với năm 2022. Ngành sư phạm tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ cũng có điểm tăng lên 27,17 điểm. Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thiết lập điểm chuẩn cho ngành sư phạm lịch sử là 28,58 điểm. Những ngành khác như sư phạm ngữ văn, 27,47 điểm, sư phạm địa lý, 27,43 điểm, cũng có điểm chuẩn cao. Trong khi đó, ngành giáo dục thể chất có điểm thấp nhất trong khối đào tạo giáo viên với 21 điểm. Đại học Huế đạt điểm chuẩn cao nhất cho ngành sư phạm lịch sử với 27,6 điểm. Theo thông báo của Đại học Vinh, ngành sư phạm lịch sử đạt điểm chuẩn cao nhất là 28,12 điểm, các ngành khác có điểm thấp hơn. Với Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó giáo sư T.S. Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng trường, cho biết điểm chuẩn xét theo phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường năm nay có sự ổn định. Các ngành có sự biến đổi về điểm chuẩn cũng phản ánh sự cạnh tranh và cơ hội học tập trong môi trường tuyển sinh đại học. Trong mùa tuyển sinh năm 2023, ngành sư phạm lịch sử đã lấy hơn 28 điểm làm mức điểm chuẩn. Điều này xuất phát từ việc chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm, theo ông Sơn, một đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, năm này đã có 16 học sinh đạt giải quốc gia môn lịch sử đăng ký vào ngành này của trường và đã được tiếp nhận theo diện xét tuyển thẳng. So với năm trước, trong tổng số hơn 200 trường đại học trên khắp cả nước, đã có 12 ngành đạt điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên. Cụ thể, ngành truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao yêu cầu tới 32,18 điểm, ngành báo chí và luật tại Đại học Văn hóa yêu cầu 30,5 điểm, và nhiều ngành khác cũng yêu cầu trên 30 điểm. Tuy nhiên, năm nay Bộ GD và đội tuyển đã áp dụng quy chế điểm ưu tiên mới, từ đó không còn ngành nào đạt điểm chuẩn vượt quá ngưỡng 30 điểm. Cách tính điểm ưu tiên mới này đã dẫn đến sự giảm điểm chuẩn tại nhiều trường. Ví dụ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội đã giảm mức điểm chuẩn từ 29,9 xuống còn 28,78 cho ngành quan hệ công chúng. Các ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là báo chí và Đông Phương học, cùng đạt mức 28,5 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn cho ngành Đông Phương học và Hàn Quốc học giảm đi lần lượt là 1,45 và 1,7 điểm, làm cho điểm chuẩn của ngành quan hệ công chúng trở thành điểm cao nhất. Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thiết lập mức điểm chuẩn thấp nhất là 28,68 điểm cho ngành truyền thông đa phương tiện tại tổ hợp C15. Đối với ngành lịch sử, điểm chuẩn cao thứ hai đạt 28,56 điểm tại cả tổ hợp C00, văn, sử, địa và C19, văn, sử, giáo dục công dân. Học viện Ngoại giao không có ngành nào đạt điểm chuẩn trên 30 điểm. Ngành truyền thông quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 28,3 điểm. Trong kỳ tuyển sinh năm 2023, ngay cả các trường đại học thuộc khối ngành y dược và quân đội, những trường thường có mức độ hấp dẫn cao trong các năm tuyển sinh trước, thì năm nay mức điểm chuẩn đã dao động ở mức 28,75 điểm. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD và đội tuyển, mức điểm cộng ưu tiên cho khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm và khu vực 2 là 0,25 điểm. Tổng cộng, một thí sinh có thể được cộng tối đa 2,75 điểm ưu tiên. Mức điểm ưu tiên dành cho thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sau khi quy đổi về thang điểm 30 được xác định theo công thức mức điểm ưu tiên bằng 30 tổng điểm đạt được 7,5 x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường. Với cách tính này, mức điểm ưu tiên cho thí sinh có tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ giảm dần. Thí sinh đạt tổng 30 điểm 3 môn sẽ không được hưởng ưu tiên. Đến ngày 23 tháng 8, ít nhất 160 trường đại học và học viện đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023. Trong số các trường này, ngành khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội dẫn đầu với điểm chuẩn là 29,42 điểm. Điểm chuẩn này cũng là mức điểm cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội trong vòng 5 năm gần đây. Theo giải thích của trường,
Việc điểm chuẩn tăng đến mức này một phần bởi tổng số lượng nguyện vọng đạt gần 90.000, trong khi chỉ có 8.000 chỉ tiêu. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn của ngành khoa học máy tính này đã gây bất ngờ cho nhiều người. Thậm chí cả hai thí sinh thủ khoa khối A00 toàn quốc năm nay cũng không thể đạt vào ngành này. Thủ khoa Nguyễn Mạnh Thắng, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang, và thủ khoa Nguyễn Mạnh Hùng, cựu học sinh Trung học Phổ thông Trương Vương, Hưng Yên, đều đạt tổng điểm 29,35. Điểm chi tiết của Thắng là 9,75 vật lý, 10 hóa học và 9,6 toán. Tương tự, Hùng đạt 10 lý, 9,75 hóa học và 9,6 toán. Nguyên nhân khiến cả hai thủ khoa khối A00 trượt nguyện vọng vào ngành khoa học máy tính được giải thích là